Sáng nay, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan đợt 2 năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm nâng lương năm 2021, đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội về quá trình phân đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân trên từng cương vị chức trách đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đồng chí được thăng quân hàm nâng lương lần này phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phân đấu học tập, trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao quyết định thăng quân hàm thượng tá cho 6 đồng chí, nâng lương trung tá lần 1, lần 2 cho 16 đồng chí.